Trước hết là công thức của alanine. Đấy, alanine thì như này, H2NCH2COH, ok chưa? Rồi tiếp theo là cái axit glutamic. Axit glutamic thì là HOOC CH2CH2CHNH2COOH, ok chưa? Rồi đến axit axit acrylic đây, CH2 như cái tôi COOH đấy. Là bây giờ đến là propen. Propen thì đây, và đến là trimethylamine đấy. Đây là tất cả công thức ở trong này. Thế thì bây giờ mình sẽ dùng pháp quy đổi, phương pháp quy đổi hóa học. Quy đổi nghĩa là như nào? Tức là người ta dồn ghép để tạo ra các cái bộ phận giống nhau, đấy, dồn ghép để tạo ra các bộ phận giống nhau ở các cái phân tử, làm sao nó càng nhiều bộ phận giống nhau càng tốt. Đấy, ở mỗi phân tử là sao cho càng nhiều các cái bộ phận giống nhau. Tức là mỗi một phân tử ấy nó xuất hiện các cái bộ phận giống nhau càng chung. Đấy, càng có cái đường có cái chung thì càng tốt. Rồi cụ thể như nào, bây giờ ta dồn ghép như nào? Đây, bên phân tử này thì ta dồn ghép như này. Đây, cái này thì ta dồn như này nhé, nguyên đổi tương đương này, em cắt cái H ở đây đi, cắt H đây cho thầy đó. Sau đó thì người ta sẽ dồn cái H vào đây, em hiểu ý tưởng chưa? Vậy thì ta được đây. Đây, đây, bây giờ mình sẽ dồn cái H vào đây thì thành H3N. Đấy, xong rồi CH2COO, em hiểu chưa? Em hiểu ý tưởng chưa? Ta sẽ ghép nó vào. Thế còn cái này, cái này người ta cũng sẽ dồn, người ta cũng sẽ dồn lại nha. Để em dồn như thế nào nha. Rồi, cái này dồn lại như thế nào được thầy? Rồi, cái này chúng ta sẽ dồn như nào để thầy viết xuống dưới này cho đây. Đây, bây giờ thầy sẽ dồn cái H này xuống đây. Đấy, thành OOC CH CH2. Đấy, thế còn dồn H này vào đây, dồn H này xuống đây thì đây sẽ được là CH2 NH3 đấy, xong COO. Vậy em thấy nó có sự giống nhau chưa? Đây này, NH3 này, NH3 này, đấy, COO này, COO này. Đấy, xong rồi tất cả đều là có nhóm gì đây? CH2 đấy, mình sẽ dồn vào để xuất hiện cái chung nhá. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy, thầy dồn cái H vào đây thì thành CH2 đấy, CH2 COO, được chưa? Cái này cũng vậy, thầy dồn H vào đây, dồn H vào đây thì sẽ được là CH2 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 đấy. Xong rồi thầy dồn ba cái H trong này, dồn ba cái H vào N này thì thầy sẽ được CH2 NH3 CH2
và CH2 đấy, em hiểu ý tưởng chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ quy đổi tất cả các cái chất ở trong hỗn hợp này, vậy đó ta sẽ quy đổi được. Thì ta quy đổi tất cả các chất thành các cái mảnh ghép này, đó là đầu tiên là cái gì đây, CH2 đúng không? CH2 này, gì nữa, CO, CO thì đặt là CO2 nhé, cái CO này thì mình sẽ viết thành CO2 cho gọn, CO2 cho gọn, và gì nữa, NH3 đúng rồi. Đấy, thế thì chúng ta đặt đặt cho thầy cái mol của cái nhóm này, nhóm CH2 là x mol đi, còn cái nhóm CO ấy, tức là nhóm CO2 là y mol, nhóm NH3 là z mol. Đấy, thế sau đó thì khi đốt cháy, thì nó sẽ thành hỗn hợp C thì thành CO2, H thì thành cái gì nhỉ? C ở đây nó biến thành CO2, H thì biến thành cái gì? Thành H2O. Đấy, cái H ở trong này thành H2O, H trong này cũng thành H2O. C ở đây với C ở đây, hai chỗ C này nó biến thành CO2. Thế còn N thì biến thành cái gì? N2. Không hiểu ý tưởng chưa? Ừ. Đấy. Khi đốt cháy cộng oxy thì toàn bộ cái nhóm ban đầu CH2, COO, NH3 thì nó sẽ chuyển thành CO2, H2O, NH2 thành N2. Bây giờ chúng ta sẽ đắp cái số liệu vào. Số mol nitơ là 0,1. Đây là 0,1. Đấy, số mol CO2 là 0,91. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải tính được cái nước này nữa. Cái nước ở đây thì nào, cái này phải copy sang bên kia nhìn cho nó dễ. Tất nhiên là đây là bài toán nó phức tạp rồi. Đây. Bây giờ chúng ta xét các cái bảo toàn. Bảo toàn C. Bảo toàn C thì số C ban đầu là đây là x này. Cộng với C đây là gì đây? Y đúng rồi. Bằng mol C sau phản ứng là 0,91 trong cái CO2 này. Đấy, tiếp theo là bảo toàn H. Bảo toàn H thì ta có đây là 2x. Đây là gì đây? 3z. Rồi, thế còn cái nước này chúng ta chưa biết thì đặt là T đi. Thì sẽ bằng gì đây? 2T. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp bảo toàn N. Bảo toàn N ở đây là 3Z. À, xin lỗi là Z. Thế bằng 0,1 nhân với mấy đây? Nhân 2. Đấy. Bây giờ bảo toàn oxy. Toàn oxy. Oxy ở đây ấy, người ta cho sẵn rồi. Số mol oxy cho sẵn là đấy, cần vừa đủ 1,14 mol. Đây cái này 1,14 này. Đấy, vậy thì oxy ở đây sẽ là 2y. Trong CO2 ban đầu ấy sẽ là 2y. 2y này. Oxy ở trong oxy là cộng 1,14 nhân với 2 thì bằng oxy sau. Oxy sau này trong cái CO2 đây. Đấy là 0,91 nhân với 2 cộng với oxy ở đây là gì đây, là T đúng rồi, cộng với T. Đấy, thế xong rồi chúng ta sẽ kết hợp bốn cái phương trình này. Đấy, thành bốn phương trình mẫu ẩn, giải hệ ra. Thực ra thì mình tìm được z rồi thì trường mẫu ẩn thôi, vậy xong giải hệ ra nhá, giải hệ ra được x bằng y bằng
Z bằng T bằng. Thế giải xong rồi thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đây, chúng ta quay lại cái này nha. Viết hỗn hợp A, viết hỗn hợp X đấy, cho khi cho A tác dụng với cao H, rồi thu được cái gì để thu được thì tốn cái cao H là bao nhiêu gam đấy. Rồi thế thì A là cái gì? A mol hỗn hợp X. Đây để bài cho này. A mol X chính là gồm các cái amino acid nhá và cả acid nữa. A mol X cộng với cao H. Đấy thì thực chất là như thế nào? Thực chất chính là cái phản ứng này này, chính là cái phản ứng COO này. Nó kết hợp với cái K ở trong cái nhóm cao H này để biến thành cái gì nhỉ? COK. Em hiểu ý tưởng chưa? Đấy, đây bản chất này là RCOO, R phẩy cộng với lại cao H thì biến thành RCOO K cộng với R phẩy OH. Đấy, đây là cái phản ứng tổng quát. Vậy thì bản chất của chúng ta chính là cái nhóm COO này kết hợp với cái K để thành gì? COK. Vậy thì cái mol mol cao H thì chính bằng cái mol gì nhỉ? Đúng rồi, chính là mol cao H chính bằng mol K và bằng mol CO, tức là bằng cái mol CO2 ở trong này. Đây, cái mol CO2 ở trong này này. Đấy, hiểu ý tưởng chưa? Chính bằng mol CO đấy, chính là bằng mol CO2 ở trong cái Y này. Đấy, tức là bằng Y. Xong từ đấy ta tính ra M của cao H thôi. Để em hiểu ý tưởng chưa? Đấy, thế sau đó thì thầy sẽ gửi lại cho em mẫu này để em tự làm lại nhé.